Nếu anh em hỏi mình á, cái kích thước của cái con Nanomax RO 3 số 9 này bao nhiêu thì video này anh em sẽ được biết chi tiết ha. Rồi sẵn tiện mình sẽ báo luôn cái kích thước, trọng lượng của con 909 nè. Rồi trọng lượng của con 3 số 9 này nữa nè. Đó, thì đây là ba cái dòng lo, hai dòng lo chứ. Có thêm 909 thường là ba dòng lo nha. Ba cái dòng lo mà bên mình được Nanomax ưu tiên phân phối độc quyền và trên thị trường là không có chỗ nào có hết. Nên em cứ việc là tìm, cứ tìm rảnh thì cứ tìm, tìm mọi nơi đi coi có hàng hay không. Và đảm bảo với anh em là không có nên là em khỏi tìm ha. Nanomax RO 909, Nanomax RO 369 là hai cái dòng lo mà bên mình gọi là đặt Nanomax làm riêng cho bên mình luôn. Rồi mới xin độc quyền là kiểu. Rồi bây giờ nếu mà nói về cái trọng lượng và kích thước thì cái con 909 là cái con nó nhỏ hơn và trọng lượng nó sẽ thấp hơn so với con lo này. 369. 369 này thì bề ngang của nó là 1m2 nè. 1m2 nha, bề ngang tính từ đây qua đây nè, 1m2. Sâu vô là 60 cm. 6 tấc đó. Rồi cao lên nó sẽ là cao 1m, mình là cao 1m76 thì 1m của nó cỡ đây nè. Đó, ngang hơn lên ngang lưng quần nè. Đó, 1m. Rồi trọng lượng con này nhà sản xuất người ta công bố là nó khoảng 130 kg hơn. Chính xác thì mình không có biết. Ở đây mình không có cân nào mà trên 100 kg đó mình cân thử con này nó bao nhiêu hết. Nhưng mà ở đây mình sẽ tính theo cái lượng mà mình số người khiêng ha. Ví dụ như con lo này là 4 người khỏe mạnh hoặc là 6 người ốm yếu một xíu. Đó, như cỡ mình ốm yếu nè, 6 người. Đó. Rồi hoặc là con này nếu mà anh em khiêng thì sẽ có cái thế người ta sẽ lật 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 đòn bẩy rồi cái thứ lật xuống. Thì nói chung là con lo này thì cái thùng của Nanomax người ta làm rất rất là dày nên là yên tâm về cái khoảng lật đó. Và ở dưới cái đế này nè, dưới bốn bánh xe này người ta cũng có cho anh em được một cái lớp giấy rất là dày khi mà trong đóng thùng, nên là anh em yên tâm cái vấn đề đó nên không sợ hết ha. Rồi đó là kích thước của 369. Còn 909 thì kích thước nó nhiêu nè. Bề ngang con lo này là có 105 thôi. 105, cao lên là 95. Cao lên 95 và bề sâu vô là 55 ha. Đó, kích thước toàn số 5 hết. Thì kích thước này nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, anh em nhìn là biết rồi, nhỏ hơn rất nhiều so với Nanomax RO 909, 369. Đó, kích thước nhỏ gọn. Thì có thể thấy anh em nhìn thấy nè, ba cái thước với ba thước này giống nhau đúng không? Khác nhau mà ở số lượng to nè. Tức là cái con 909i là cái phiên bản mini của Nanomax RO 369. Đó, thì hai con này nó chênh lệch nhá với nhau là khoảng 6 củ. Một con là 26 củ 9, một con là 20 củ 9. Ở đây mình sẽ tính giá lo không ha, không có lo full ha. Lo full thì anh em mua kèm với con lo này sẽ được để ưu đãi với giá là 6 củ 8. Còn mặc định nếu anh em mua lẻ là nó sẽ 8 củ. Rồi, giá, kích thước, trọng lượng. Trọng lượng con này là nó 105 kg nha. Đó, giá, trọng lượng, kích thước bên mình đã báo chi tiết rồi. Nên là anh em nếu mà có thắc mắc nào về cái hai cái con lo này thì ới ơi liền cho mình để được tư vấn chi tiết hơn nha.